Mình là Đức, thành viên của nhóm 5. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn anh Tú về những lời khuyên của anh dành cho những người mới bắt đầu về ngôn ngữ lập trình C và C++. Chào anh. Anh có lời khuyên nào cho những người mới bắt đầu về ngôn ngữ C và C++ không? Anh đã học ở trường được 2 năm đầu tư rồi, thì có một số kinh nghiệm nhất định. Khi mà chúng ta bước vào lập trình C thực tế thì nó sẽ không khó khăn, nhưng mà có cái chính của chúng ta đấy là cái sự quyết tâm và cái sự tìm tòi của chúng ta. Bởi vì ngôn ngữ lập trình nó không hề khó, nó rất gần với ngôn ngữ tự nhiên. Và nếu mà người học mà chỉ cần bỏ qua một bài là đã có thể là cái quá trình học ngôn ngữ lập trình của chúng ta đã bị chỉnh mảng rồi. Thì anh khuyên là các em đi học ở trên trường là học chú tâm vào việc học ở trường, trong lớp thật là nghe giảng thầy, và khi gặp một cái vướng mắc gì thì sẽ cố gắng hỏi những thầy, không được để về nhà xong chúng ta sẽ quên mất. Đó, chúng ta sẽ hỏi những thầy, và đặc biệt là chúng ta phải luyện tập rất là nhiều, học ở trên lớp 1 tiết nhưng chúng ta phải về nhà để luyện tập đến 3 tiết, và cố gắng làm được các bài tập thầy giao, và sẽ lên mạng tìm kiếm các bài tập khác để chúng ta làm tiếp, chứ không để cho chúng ta sử dụng. Thì như vậy thì các em sẽ chắc chắn sẽ học tốt lập trình C hay là mọi ngôn ngữ lập trình đó, bởi vì mọi ngôn ngữ lập trình thì đều giống nhau, và trường chúng ta đã chọn ngôn ngữ lập trình C để làm nền tảng để chúng ta học các cái ngôn ngữ khác. Thế mà bây giờ nếu bọn em nhiều khi gặp khó khăn hỏi về thầy giáo khác, mà em muốn hỏi anh thì như nào? Anh có cho em cái thông tin gì cá nhân của anh để bọn em có thể đến trực tiếp hỏi là hỏi trên mạng được không? Có chứ, anh thì luôn sẵn sàng, và mọi người có câu hỏi gì có thể inbox anh rất là thoải mái. Thì nick Facebook của anh? Nick Facebook của anh là Nguyễn Quý Tú. Mọi người có thể search Nguyễn Quý Tú là ra nick Facebook của anh là Nguyễn Quý Tú, như thế các bạn. Hết.